Tôi tên là Đắc Văn, mọi người thường gọi tôi bằng một cái tên là Văn Phở. Thực ra cái tên này nó xuất phát từ cái việc là tôi có một cái nhà hàng đặc trưng Việt Nam ở Đức. Nhưng mà tôi không chỉ bán phở mà là còn bán rất là nhiều cái thứ khác nữa. Tôi tạm gác công việc kinh doanh ở nước ngoài, tạm xa gia đình ở xứ người để quay trở về Việt Nam với một lòng khát khao. Rất là mong muốn là có thể giúp đỡ được rất là nhiều người. Và làm một cái nghề cũng tương đối mới ở Việt Nam, đó là nghề đại diện cầu thủ. Đó là niềm đam mê và cũng là khát vọng của tôi. Luôn luôn muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Chơi thôi. Tôi đi ông chơi kéo đi. Chơi kéo đi. Thôi ông chơi được. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Phương Nam Show của Bóng Đá TV. Các bạn thân mến, lúc này thì tôi đang ở trong một không gian rất đẹp của Ronaldo, một quán cà phê cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay bên cạnh nhà thờ, một nơi rất đặc biệt để chúng tôi có được những cuộc tâm tình, những câu chuyện tâm sự với những vị khách mời đặc biệt. Và ngày hôm nay thì là một vị khách mời mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng khá tốn nhiều công để đưa ra những lời mời với anh ấy. Và đến giờ này thì người anh của tôi mới đồng ý nhận lời lên Phương Nam Show. Đó là ai ạ? Đó chính là anh Nguyễn Đăng Văn. Chào bạn. Anh em thì gặp nhau từ Việt Nam, từ Hà Nội, rồi từ Heerenveen, Hà Lan. Heerenveen. Xong cuối cùng thì bây giờ lại có một cuộc hẹn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên em muốn định vị anh ngày hôm nay. Anh ngồi đây với tư cách là một nhà đại diện cầu thủ hay nhà quản lý cầu thủ hay là một ông chủ tịch của một công ty mới thành lập, hay đơn giản chỉ là anh Văn hay chú Văn thôi? Anh thích cái định vị nào? Thôi anh Văn đi, cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng. Còn tất cả những thứ kia thì có lẽ là nó sẽ là cái đồng hành của anh em mình trong cái cuộc trao đổi ngày hôm nay, bởi vì em chưa thấy ai mà làm được nhiều thứ như anh. Cảm ơn em. Có thể là để cho mọi người dễ hiểu và dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ đi từ những cái định vị từ thủ ban đầu. Mọi người biết đến anh Đắc Văn là với biệt danh là Văn Phở. Bây giờ nhắc đến cái việc này trong chương trình thì anh có cảm thấy ngại không? Hoàn toàn không, bởi vì rằng hiện nay đó, mình rất là tự hào, bởi vì rằng nó cũng có một câu chuyện. Thực ra là mình không phải là người bán phở, mà anh thì anh đi, tức là sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học của Việt Nam năm 1986 thì năm 1989 thì anh có sang Điệp Khắc học. Cái thời điểm đó thì có rất là nhiều những học sinh, sinh viên hay là những người lao động ở Việt Nam sang các nước xã hội chủ nghĩa cũ để học nghề hoặc để lao động. Thì anh được sang Điệp Khắc, và sau đó thì đến năm 1990 thì anh sang Đức. Năm 1997 thì anh có chung với một số người bạn mở một cái quán ăn nhanh. Thì lúc đó mở được một thời gian thì sau đó thì anh có bán lại cho một người khác. Đến năm 2000 thì anh lập gia đình ở một thành phố cách cái thành phố anh ở 100 km. Và đến năm 2003 thì anh mở một cái quán Việt Nam đầu tiên ở vùng đó. Thế tại sao anh lại, cơ duyên nào lại gắn bó anh với bóng đá? Anh không bao giờ anh có một cái suy nghĩ là anh sẽ quay về Việt Nam. Bởi vì rằng anh cũng tạo được một cái cơ sở, tức là về cái cuộc sống của anh ở nước ngoài nó rất là ổn định. Rồi vợ anh ở bên đó với ba đứa con, các cháu sinh ra ở Đức và đi học ở bên đó cũng rất là tốt. Cho nên anh không bao giờ anh có một cái suy nghĩ là một ngày anh sẽ về Việt Nam anh làm cái gì cả. Và có thể là góp vốn với ai làm cái gì đó, nhưng mà không bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ về Việt Nam như ở một cái thời điểm và một cái tư cách như bây giờ. Dạ vâng. Thì đấy nó cũng là một cái cơ duyên, là có một lần là một người em, lúc đó là ca sĩ Tuấn Hưng. Dạ. Anh và Tuấn Hưng có ngồi nói chuyện với nhau thì Tuấn Hưng có nói với anh một câu là: anh ơi, em thấy cái mối quan hệ của anh ở bên này rất là tốt. Hay là anh về Việt Nam đi. Thế anh bảo anh về Việt Nam làm gì? Anh đang bên này, anh đang nhà hàng, anh đang chạy, rồi anh đang làm đủ mọi việc bên này. Dạ. Rồi các cháu ở bên này thì sao mà anh về? Thế Hưng nó mới nói, nó bảo thôi em nghĩ rằng bóng đá Việt Nam rất cần những người như anh. Dạ.
Hay là anh về anh thử xem anh có làm gì được không? Còn nếu mà anh không làm được gì thì em sẽ hỗ trợ anh. Dạ. Anh gặp khó khăn gì thì em sẽ hỗ trợ anh hết sức. Thế sau đó thì 2015 anh nghe lời Hưng thì bắt đầu anh mới quay về Việt Nam. Nhưng trước mắt là anh quay về với một cái suy nghĩ là mình thử tìm hiểu xem. Dạ. Xem là bóng đá Việt Nam nó như thế nào, bởi vì rằng bóng đá châu Âu và bóng đá Việt Nam nó khác hẳn nhau. Dạ. Thứ nhất là gì? Thứ hai là anh là một kẻ ngoại đạo, anh không hề có liên quan gì đến bóng đá, không hề có một mối quan hệ gì với bóng đá Việt Nam cả. Đấy thì anh về Việt Nam là từ năm 2015. Dạ. Xong đến năm 2016 lúc đó anh vẫn còn nhà hàng của anh ở bên kia. Dạ. Thì nó rất là duyên, tức là trước đó mấy ngày thì ông Jürgen Gaeder, dạ, là như mình cũng biết rồi là cũng đã từng là hai nhiệm kỳ là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì là một người khách ở quán của anh à. Của quán của anh thì ông tới ông ăn thì ông ấy nói là Văn ơi, tôi rất là thích bóng đá châu Á vì tôi đã làm việc ở châu Á lâu năm rồi. Dạ. Tôi đã từng làm việc ở Iran, tôi đã từng làm việc ở Uzbekistan và tôi đã có những cuộc đàm phán với câu lạc bộ Viettel rồi. À, đúng không? Em nhớ. Thì vì hiện nay là tôi đang free, tức là tôi đang tự do. Dạ. Thì anh có thể là có một cái mối quan hệ nào mà để cho tôi trở về châu Á tôi làm việc lại được không? Dạ. Thì thực ra lúc đó anh cũng chưa có mối quan hệ gì cả, mà anh cũng chỉ là quen biết qua người nọ người kia thôi. Vâng. Thì tự nhiên một ngày đẹp trời anh có một cái tin nhắn của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, là có thể là Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay đang tìm một giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Dạ. Thì anh nhớ ngay đấy ông Gaeder. Thì anh cũng nói luôn là đấy thì ông vừa rồi có ông Gaeder, ông vừa đến thì mọi người thử xem như nào. Thì lúc đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông này là đã từng ở trong những cái buổi nói chuyện, là tức là đã trong cái sự suy nghĩ hay là tuyển, tức là lựa chọn của Liên đoàn rồi. Dạ. Thế là đấy là cái việc đầu tiên anh làm cho bóng đá Việt Nam, tức là anh là cái người đứng ra đàm phán với Liên đoàn bóng đá Việt Nam hợp đồng cho ông Gaeder. Có nhiều điều để nói về vấn đề này, nhưng em muốn anh chia sẻ, đó là bắt đầu từ khi nào thì anh quyết định là sẽ trở thành ông chú của các cháu, và anh đã làm việc với các cầu thủ như thế nào từ những buổi đầu tiên, và sau đó thì bằng cách nào anh đã giúp cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam, những người giới chuyên môn bóng đá Việt Nam có một cái nhìn nhận khác về người đại diện cầu thủ. Bởi vì trước đây thì gần như là không ai biết đến khái niệm này. Thực ra mà nói thì bây giờ cái nghề đại diện cầu thủ cho đến thời điểm này cũng chưa được nhiều người công nhận đâu. Dạ. Nhưng có thể là mọi người nhìn nó với một cái suy nghĩ khác. Dạ. Bây giờ anh lại quay trở lại cái câu chuyện mấy giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Jürgen Gaeder. Dạ. Và anh Hoàng Anh Tuấn, thì hồi đó anh còn nhớ là trong một buổi tập của đội U19, dạ, thì ông Gaeder ông có nói với anh là hiện nay Việt Nam có một số cầu thủ rất là tiềm năng, mà ông ấy tin rằng những cầu thủ đó hoàn toàn có thể có khả năng đi thi đấu ở nước ngoài được, dạ, và nhất là ở châu Âu, tức là từ những năm 2010 cuối, anh nhớ không nhầm là cuối năm 2016, dạ, thì ông Gaeder ông đã nói với anh câu chuyện đó rồi, dạ. Thì anh có hỏi là thế những cầu thủ đấy là ai, thì ông bảo là hiện có hai cầu thủ rất tốt của Hà Nội FC, dạ, là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Thì ông ấy nói là chính ông Gaeder là người nói là nếu được thì Văn hãy giúp các bạn ấy đi, bởi vì rằng là các bạn ấy cần sự giúp đỡ của anh. Đấy, thì sau đó thì dần dần thì qua những cái mối liên quan và những cái việc mà tham gia với U19 rồi U20, anh đã từng ngồi ăn cùng U20 mà. Dạ. Xong dần dần thì nó có những cái sự liên quan, những cái sự quen biết nhau dần dần, thì lúc đó thì cũng chả phải là đại diện đâu, lúc đó thì cũng là thôi thì mình hỗ trợ cho các cháu. Dạ. Hỗ trợ bằng cách gì, hỗ trợ bằng cách là các cháu thiếu cái gì thì mình, dạ, cũng bù đắp cái đó, ví dụ như là cần phải mua bán cái gì, đi thi đấu cần ăn uống làm sao, dạ, thì lúc đó là cũng hỗ trợ theo cái kiểu đó. Nhưng mà ngược lại thì trong những cái buổi nói chuyện ấy, thì anh cũng nói chuyện với các bạn ấy rất nhiều về bóng đá châu Âu, về những cái tấm gương của các cái cầu thủ bóng đá ở châu Âu. Dạ. Và để mà muốn thành công bất kỳ ở đâu thì phải cố gắng nỗ lực như thế nào, dạ, nhất là khi mà ra biển lớn như bóng đá châu Âu. Thì đấy thì nó chỉ là cái mối quan hệ chú cháu với nhau thôi, chứ nó cũng chưa có gì là gọi là đại diện hay là, dạ, là... Thực ra thì đến bây giờ thì anh cũng chưa có bằng cấp gì để có thể chứng chỉ gì để làm một người đại diện, nó vẫn là một ông chú thôi, đúng không ạ? Cái đó thì anh nghĩ rằng nó có một cái sự hiểu sai
về cái nghề đại diện cầu thủ. Dạ. Thực ra cái nghề đại diện cầu thủ chả có cái bằng cấp nào cả. Vâng. Trước đây thì FIFA hay là UEFA họ có những cái cái luật. Dạ. Là những người làm đại diện cầu thủ thì phải có những cái khóa học ở UEFA hoặc FIFA để có một cái license là đại diện cầu thủ. Dạ. Nhưng mà ngoài ra thì ngoài những người đại diện ra thì có những người không cần license, là ví dụ như bố mẹ, ví dụ như vợ, dạ, hoặc ví dụ như em, anh em thì không, dạ, cần cái việc đó. Dạ. Thế nhưng mà anh nhớ không nhầm ý, thì năm 2014 là FIFA đã bỏ tất cả những cái luật đó. Dạ. Và bất kỳ ai có thể cũng có thể trở thành đại diện cho cầu thủ được, với điều kiện là người đó thứ nhất là lý lịch trong sạch. Dạ. Thứ hai là người đó phải làm việc với một văn phòng luật sư. Dạ. Và cái thứ ba nữa là phải đăng ký ở Liên đoàn bóng đá nước sở tại. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì anh có hỏi thì cái đó cũng bỏ rồi. Dạ. Thì anh nghĩ rằng bất kỳ một ai cũng có thể trở thành đại diện cầu thủ được nếu được cầu thủ đó tin tưởng. Dạ. Chứ còn không phải là cần một người nào đó mà phải có bằng cấp gì cả. Anh cũng nghĩ rất là hay. Vậy thì theo anh cái khái niệm đại diện và quản lý thì nó có khác nhau không ạ? Anh nghĩ là có. Thực ra ở Việt Nam nó có ba cái từ dành cho cái nghề này. Dạ. Thứ nhất là cỏ. Vâng, môi giới. Môi giới. Thôi nhưng Việt Nam mình ở trên báo thì hay được hay là cỏ. Dạ. Cái thứ hai là quản lý và cái thứ ba là đại diện. Dạ. Thì cỏ, anh cũng có thể làm cỏ được. Dạ. Đúng không? Tức là cỏ ở đây là tôi có thể giới thiệu một cầu thủ nước ngoài về đá cho V-League. Tôi có thể giới thiệu một cầu thủ ở V-League từ đội này sang đội kia. Dạ. Và tôi ăn phần trăm hoa hồng hay là tôi ăn bao nhiêu tiền đấy là đấy là cỏ. Đúng, đấy là người môi giới. Dạ. Quản lý ở đây thì là cái người mà nó có một cái từ quản lý thì anh nghĩ là người ta hay dùng với dùng chung với showbiz ấy. Dạ. Bởi vì từ trước nay cầu thủ Việt Nam thì có đại diện. Đúng rồi. Thì showbiz thì, tức là quản lý ở đây là gì, là người booking lịch này, cái người mà đi hỗ trợ về thời gian rồi ăn uống rồi đi lại rồi nhắc nhở thì đấy là quản lý. Thế nhưng mà anh nghĩ đại diện thì nó là một cái gì, nó bao trùm tất cả. Tức là đại diện ở đây anh nghĩ rằng cái người đại diện là anh cũng chưa dám nói anh là một người đại diện tốt đâu. Bởi vì tất cả những cái gì anh đang làm bây giờ là đều là mình cũng đang phải đọc, phải học hỏi, rồi phải đọc sách, rồi phải tìm hiểu rất là nhiều. Thì cái người đại diện ở đây anh nghĩ rằng nó cũng khá quan trọng, là thứ nhất là cái người định hướng, những cái người tức là khi mà có những cái việc mà conflict xảy ra giữa bên nọ và bên kia, đạ, thì người đại diện sẽ là đứng ra tìm cách để giải quyết. Đạ. Hay là ví dụ như anh nói ví dụ như là Bùi Tiến Dũng chẳng hạn, khi mà bạn ý ở Thanh Hóa mà FLC nghỉ ạ, thì hồi đó thì anh cũng là người đứng ra giải quyết để Bùi Tiến Dũng có thể đi khỏi Thanh Hóa là một cầu thủ tự do trẻ nhất Việt Nam nhá. Vâng. Đúng không? Vâng. Và sau đó thì Bùi Tiến Dũng trở về Hà Nội một năm và từ đó thì Bùi Tiến Dũng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Thì đấy là những cái mà anh định hướng, ví dụ như là khi mà Bùi Tiến Dũng về Hà Nội, trước khi Bùi Tiến Dũng về Hà Nội thì tụi anh cũng có rất nhiều lời mời, là hồi đó Bùi Tiến Dũng rất là hot đúng không? Vâng. Thế nhưng mà anh cũng nói là nên về Hà Nội, bởi vì Hà Nội là một câu lạc bộ có thể nói là hàng đầu của Việt Nam. Hà Nội luôn luôn đoạt cúp vô địch, đoạt giải vô địch quốc gia, hay là đoạt cúp quốc gia, hay là đá ở AFC. Đã. Thì anh cũng khuyên là đang còn trẻ thì đừng có nghĩ nhiều về tiền. Đã. Bởi vì ngay thời điểm đó thì Bùi Tiến Dũng còn 3-4 câu lạc bộ khác nữa mời. Đã. Nhưng mà lúc đó thì cũng có, thì anh cũng làm việc với câu lạc bộ Hà Nội, thì Bùi Tiến Dũng về Hà Nội một năm. Mặc dù là bạn ấy không được bắt chính, nhưng mà nói gì thì nói chứ bạn ấy cũng, trong cái năm đó thì bạn cũng cùng với Hà Nội là vô địch V-League này, dạ, đoạt cúp quốc gia này, và cũng là hình như là vô địch AFC vùng thì phải, dạ, nếu anh nhớ không nhầm. Dạ. Đấy, và sau đó thì hết một năm thì Bùi Tiến Dũng cũng có khoảng 4 năm lời mời của câu lạc bộ, thì anh là cái người đi làm việc với các câu lạc bộ, và anh, dạ, cũng nói là sau khi anh làm việc với các câu lạc bộ xong ấy thì anh đưa tất cả những cái lời mời hay là những cái offer về cho Dũng, và anh đặt lên bàn, anh nói đây, chúng ta đang có 4 lời mời, ví dụ là như thế. Thì tất cả là đều rất là minh bạch về tài chính, từ lương thưởng đến lót tay đến, nói chung là tất cả các thứ.
Thì bây giờ theo chú là ý kiến riêng của chú thì con nên về đội này, nhưng con là người quyết định, bởi vì quan điểm của anh ý, cái người quyết định phải là cầu thủ chứ không phải là anh chỉ là cái người tư vấn. Thứ nhất là anh đi anh làm việc với câu lạc bộ, thứ hai là anh tư vấn khi đã có những cái việc cụ thể. Nhưng quyết định là phải do cầu thủ. Thì Dũng quyết định là cũng là đúng với cái lời anh khuyên là về thành phố Hồ Chí Minh. Đấy thì đấy là cái công việc mà của một người đại diện. Đến bây giờ khi nhìn lại thì anh có tự đánh giá mình là một nhà đại diện, một nhà quản lý cầu thủ thành công hay không? Anh nghĩ rằng anh rất là vui khi mà anh đã đóng góp được một phần nhỏ bé của mình vào những cái thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nhưng anh để mà nói là một người đại diện thành công hay là một nhà quản lý thành công thì anh chắc chắn là anh cũng không dám nhận, bởi vì rằng nó chả có thước đo nào cả. Những cái đó anh nghĩ rằng hãy để cho những người liên quan, hãy để cho những người hâm mộ họ nhìn vào, họ tự đánh giá. Chứ còn anh không bao giờ anh có thể nói là mình thành công hay không thành công, bởi vì nó còn dài lắm. Nhưng rõ ràng là sự xuất hiện của anh, những việc anh làm, những bước đi của anh trong cái ngành này nó đã tạo một cái bước đột phá với bóng đá Việt Nam. Và có thể nói một phần nào đó nó là cái lý do mà anh thành công. Anh nghĩ rằng có phải mình là người đi đầu mà mình có được những kiến thức, có được những trải nghiệm, có được những bài học ở châu Âu và sau đó mình từng bước áp dụng ở Việt Nam cách hợp lý và nó mang đến sự thành công đó. Anh nghĩ rằng cái đó cũng là một cái khá là đúng như cái ý kiến của em ấy, bởi vì rằng trước đó chưa có ai làm một cái việc giống như anh cả. Anh là người đầu tiên. Anh không biết là có người nào giống như anh chưa thì anh không biết. Thế nhưng mà khi mà anh về thì cũng rất là nhiều người nói rằng anh là người đầu tiên làm cái việc này. Cái mong ước duy nhất của anh mà anh luôn luôn tin rằng anh làm được ấy, là muốn cho các cầu thủ tốt hơn và muốn cho bóng đá Việt Nam tốt hơn. Đấy là cái mong muốn của anh. Còn ngoài ra không có một cái lý do nào khác cả. Bởi vì rằng để em biết rồi, để mà kiếm tiền thứ nhất là bao nhiêu cho đủ, thứ hai là anh phải hy sinh cả một cái cuộc sống xa gia đình, xa các con, xa vợ. Bao nhiêu năm nay cứ đi đi về về tốn kém rất là nhiều. Thế nhưng mà khi mà mình đã vào một cái công việc như thế rồi thì mình rất là đam mê. Mà mình cảm thấy là mình không thể bỏ rơi được. Thế nhiều khi là cũng có những cái câu chuyện là bảo thế tại sao con anh ở bên kia anh bỏ mình mà bây giờ anh không thể bỏ được các con anh ở bên này. Thì nhiều khi anh cũng phải làm tư tưởng, tức là anh phải có những cái cách làm về tâm lý cho gia đình anh ở bên kia là thôi, anh đã làm được đến như thế rồi thì anh cũng rất là muốn là coi như anh là một người đi làm xa đi. Đấy thì nói chung là anh cũng được sự thông cảm của gia đình và của rất là nhiều người. Có một điều nữa mà những người sinh sống lâu năm ở châu Âu, những người thấm nhuần văn hóa làm việc của châu Âu trở về Việt Nam thì họ khó bắt nhịp với cách làm của Việt Nam. Đặc biệt là cái môn bóng đá của chúng ta thậm chí là còn được đánh giá là thấp hơn cả cái mặt bằng phát triển của xã hội. Anh có cảm nhận được điều đó không trong cái cách quá trình làm việc của mình? Thực ra mà nói thì lúc đầu anh về anh cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đến bây giờ anh cũng vẫn gặp nhiều khó khăn mặc dù ít hơn. Bởi sự chưa chuyên nghiệp đúng không ạ? Đúng rồi. Thế nhưng mà cái việc anh nghĩ rằng nếu mà nó hoàn hảo quá rồi. Bóng đá Việt Nam phát triển quá tốt rồi thì nó sẽ không cần những người như mình nữa. Mà trước hết ý, nếu mà muốn làm ý, thì mình phải có một cái tâm rất là... Anh luôn luôn nghĩ là mình phải có một tâm rất là tốt. Mình luôn luôn nghĩ đến những người khác, mình luôn luôn nghĩ đến những người mà mình làm việc cho người ta. Và phải rất là kiên trì thì mới làm được cái công việc này. Còn công thì thực sự là rất là khó. Nhất là khi mà anh ở châu Âu 30 mấy năm anh về, lúc đầu anh gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì anh suy nghĩ và anh làm việc như một người Đức. Anh thành công khi mang những kiến thức, những tư duy, những cách làm của châu Âu áp dụng vào Việt Nam và nó mang lại sự khác biệt, nó mang lại sự thành công cho anh. Nhưng đến bây giờ thì anh phải có những sự chuyển mình, phải có những sự điều chỉnh. Vậy thì anh thấy bản thân mình ở thời điểm hiện tại vẫn là một cái cách làm tiêu chuẩn Âu hóa hay anh đã trở thành một người làm việc theo kiểu Việt Nam rồi?
Đấy là một cái câu hỏi rất là thú vị. Anh nghĩ rằng anh nghĩ rằng một cái người làm cái công việc này để mà làm như anh ấy thì nó tương đối khó tìm, đúng không? Bởi vì một ý, là em phải tìm được một người làm bóng đá có thể hiểu được rất là kỹ về bóng đá nước ngoài. Nếu mà người đó là một người châu Âu về đây, anh nghĩ là sẽ không làm được. Đúng rồi. Hoặc là nếu mà em tìm một người ở Việt Nam rất là giỏi, rất là hiểu về bóng đá Việt Nam, nhưng mà người đấy lại không hiểu về bóng đá châu Âu, thì nó rất là khó. Không có mối quan hệ. Thế cho nên là à. Đúng rồi. Thế cho nên là anh nghĩ rằng mình lại là một người nó nói đùa ra một câu là nó kiểu như giờ ông giờ thằng ấy, tức là nó vừa Âu nhưng lại vừa Việt Nam. Thì mà ngược lại anh cũng rất là có một cái là anh luôn luôn tìm cách để làm mọi việc nó tốt nhất với khả năng của mình. Thế cho nên là anh nghĩ rằng đấy nó là một cái sự kết hợp rất là tốt giữa châu Âu và Việt Nam. Và chính vì thế cho nên là tức là anh cũng đóng góp được một phần, tức là anh cũng không dám nói là thành công đâu. Nhưng mà anh nghĩ rằng những cái việc anh làm là đóng góp một phần nào đó để cho cái sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian vừa rồi. Và chắc là cũng nhiều người nhìn thấy cái việc đó. Các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ đầu tiên của anh Đăng Văn trong cái cuộc trao đổi ngày hôm nay. Nó cũng là những chia sẻ rất là thú vị. Chúng ta đã nhìn thấy hình thành đến bước đầu con đường của anh ấy đến với bóng đá như thế nào, rồi trở về với Việt Nam ra sao, và những gì anh cũng đã có những bước đầu đóng góp trong đá Việt Nam. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng nhìn lại hình ảnh của Đăng Văn một cách rõ hơn qua những lời chia sẻ của những người mà chúng ta hay gọi là cháu của anh Đăng Văn. Sẽ nói gì về người chú của mình, người đã hỗ trợ họ rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Cháu vẫn nhớ lần đầu tiên cháu gặp chú Văn thì ở trong Nha Trang. Lúc đấy bọn cháu đang tập huấn để cho giải U20 World Cup. Thì lần đầu tiên cháu thấy một người có thân hình rất là vạm vỡ như kiểu đầu gấu mà hai tay xăm trổ. Cháu thấy khá là sợ và cháu nghĩ là chắc đây là một người của xã hội thôi. Cháu không có để ý. Mãi đến một lúc mà bọn cháu sang bên Đức tập huấn thì lúc đó mới gặp chú Văn nhiều hơn, mới biết là chú sống ở đây. Xong đến cái lúc mà để chú cháu thân nhau thì là lúc Dụng bị chấn thương và chú đã hỗ trợ đưa Dụng vào bệnh viện rồi hỗ trợ mọi thứ. Lúc đấy cháu rất là lo, chỉ có trông vào chú Văn thì cứ gọi điện rồi hỏi thăm thôi. Hai chú cháu thân nhau từ đó. Vậy trước hết thì chú Văn là một người nói rất là đàn ông. Đối với em là một người rất là đàn ông, và về ngoài đời sống thì chú rất là tình cảm. Cũng là một người chú rất thân với em. Và còn trong công việc thì chú Văn là một người quyết đoán, rất quyết đoán. Chú Văn, chú là một người từ Đức quay về đây. Sự là khi bọn em gặp chú là bọn em cũng có rất là cảm tình với chú, và chú là một người rất là luôn yêu thương bọn em và luôn dành những cái gì tốt nhất cho bọn em và luôn quan tâm sâu xa nhất đối với bọn em. Cá nhân là cầu thủ, về cái mặt công việc có sự xuất hiện của chú Văn nó là một bước ngoặt hoàn toàn lớn. Bởi vì giả sử cái lúc Thường Châu mà không có chú Văn, tự cháu có thể chống chọi lại tất cả mọi thứ thì không thể nào có cháu ngày hôm nay, kể cả những thất bại hay thành công. Thì có chú Văn đỡ cho bọn cháu rồi hỗ trợ cho bọn cháu những lúc khó khăn nhất. Chính là điều mà cháu muốn nói cho các anh em cầu thủ, những người mà bây giờ có thể là chưa có những người đại diện, thì đây là một điều vô cùng cần thiết. Bởi vì trên thế giới chúng ta cứ đi theo trên thế giới thôi, chúng ta cứ học theo họ, bởi vì họ đã cách xa mình quá là nhiều rồi. Cần một người đại diện để làm tất cả mọi thứ cho các cầu thủ, từ đi hợp đồng, lo những việc hậu cần, tất cả mọi thứ. Cầu thủ không cần phải suốt ngày lo nghĩ là đọc một trang hợp đồng dài cộm như thế này, hoặc là phải lo chuẩn bị cái này cái kia. Không cần, mà cầu thủ chuyên nghiệp bây giờ phải cần có một người đại diện lo tất cả mọi thứ cho mình. Các bạn thân mến, có lẽ tôi nghĩ rằng anh Văn là một trong những người đại diện cầu thủ, người chú hạnh phúc, bởi vì không dễ để các người cháu của mình có những lời lẽ tốt đẹp như vậy về người anh, người chú của mình. Có lẽ là họ cũng đã phải có những cuộc sống như thế nào, có những sự sẻ chia như thế nào, thì và họ đã cùng nhau giúp nhau tiến bộ như thế nào thì họ mới có được những vấn đề như vậy. Tại sao tôi lại chọn anh Đăng Văn cho nhân vật của mình? Bởi vì đây là một con người tương đối đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là anh ấy làm một công việc mới ở Việt Nam. Và trên tay tôi thì cũng là một, đây cũng là một món quà mà anh Văn đưa cho tôi. Cũng chưa biết là tặng hay là cho mượn để đọc. Khi đến với cuốn sách này thì thực sự anh bạn em cũng đã có một cái nhìn rất khác về cái công việc này.
Lúc trước thì em cũng không biết Jorge Mendes là ai, nhưng sau khi tiếp xúc với anh, hình dung và hiểu được bắt đầu về công việc này và đọc cái cuốn này thì đúng là có những thứ anh đang làm giống những bước đi đầu tiên của Jorge Mendes. Không biết là anh tình cờ làm điều đó, và em đang nghĩ là rất là thú vị khi anh đọc lại cái quyển sách này thì anh sẽ tự thấy mình, hình ảnh của mình, những bước đi ban đầu ở trong đó, đúng không ạ? Đúng rồi, nói chung là nếu mà nói về Jorge Mendes hay là Raiola thì đấy là hai nhân vật có thể nói là đại diện cầu thủ huyền thoại trong giới bóng đá. Anh thì anh cũng chẳng bao giờ dám gọi là so sánh mình với những bậc tiền bối. Đã. Bởi vì đúng ra là họ là những bậc tiền bối và họ là những người rất là giỏi. À, có một cái câu này em muốn hỏi anh luôn á, em cắt lời. Đó là khi anh bắt đầu làm công việc này và anh về Việt Nam thì lúc đó anh đã biết nhiều đến Jorge Mendes và Raiola chưa? Có. Đã. Anh biết rất là nhiều, bởi vì là khi mà ở bên kia ấy, khi mà có những cái sự liên quan đến bóng đá thì anh cũng đã đọc và anh cũng đã xem rất là nhiều, và anh thấy hai nhân vật này là những nhân vật rất là thú vị và cũng rất là giỏi. Và có một sự tình cờ nữa là hai cái ông này là cũng đều xuất phát điểm ra từ nghề dịch vụ giống như anh. Ví dụ như Raiola là gia đình có những quán pizza của Ý, rồi là chủ của McDonald's, rồi ông Mendes ngày xưa cũng là chủ những cái bar. Thì là họ cũng là có những cái nghề tương đồng với mình là cái nghề dịch vụ. Ấy, như anh nói là sau đó thì anh cũng được một người khác tặng cái cuốn sách mà anh đưa cho em ấy. Cuốn sách này này. Thành công của thì khi mà đọc cái quyển này và anh đọc đi đọc lại rất là nhiều lần, bởi vì anh bay rất là nhiều. Khi mỗi lần bay thì anh lại cầm nó theo anh đọc, thì anh thấy rằng nó có những cái sự tình cờ, nó có những cái sự trùng hợp rất là thú vị. Mà mình không hề ở một cái đẳng cấp như người ta. Nhưng mà khi mà mình làm những công việc thì nó có những cái rất là tương đồng. Từ những cái mối quan hệ với cầu thủ, từ những cái mối quan hệ với Ronaldo, hay từ những cái cách mà ông ấy tiếp cận với câu lạc bộ, từ những cái cách mà ông ấy trở thành những cái người bạn của những người lãnh đạo các câu lạc bộ lớn trên thế giới. Thì anh nghĩ rằng những cái đấy là những cái mà rất là đáng học hỏi. Và qua những câu chuyện của Jorge Mendes, qua cái trải nghiệm của cá nhân anh, thì theo anh, giá trị cốt lõi của một người đại diện là gì ạ? Giá trị cốt lõi của một người đại diện, ở đây người ta thường hay có một câu slogan mà chắc chắn là một người đại diện nào cũng phải biết đến, rằng việc của các bạn là lo về chuyên môn ở trên sân cỏ, còn tất cả những cái việc ở ngoài là do chúng tôi xử lý. Thì đấy, anh nghĩ rằng nó là một cái giá trị cốt lõi để làm sao các cầu thủ có thể cống hiến và tận tâm với cái cốt lõi của mình, và cái mà mình giỏi nhất là thể hiện trên sân cỏ. Còn những cái việc ở ngoài thì sẽ có những người khác hỗ trợ. Mendes thì cũng đã chỉ ra rằng một trong những tiêu chí để đánh giá là người đại diện giỏi đó là khả năng thương thuyết. Anh có đồng ý với nhận định này không ạ? Anh hoàn toàn đồng ý. Khả năng thương thuyết là một điều cực kỳ quan trọng trong cái có thể nói là cái nghề này, bởi vì rằng cái mục tiêu cuối cùng là làm sao để cho các cầu thủ mà mình đại diện cho họ, mình hỗ trợ cho họ phải có quyền lợi tốt nhất. Nhưng lại phải được sự đồng thuận của câu lạc bộ chủ quản. Mà anh nghĩ rằng câu lạc bộ chủ quản là một đơn vị cực kỳ quan trọng với cầu thủ, đúng không? Họ chỉ phát triển ở câu lạc bộ chủ quản được, họ cống hiến được thì họ mới có thể lên đội tuyển quốc gia, là cái mục đích cao nhất của mỗi cầu thủ. Thì anh nghĩ rằng là cái việc mà mình làm sao để điều chỉnh cho tất cả các bên đều hài lòng. Có thể là bên này không hài lòng lắm, có thể là bên này thích hơn. Nhưng mà cuối cùng thì làm sao để tất cả có một tiếng nói chung và không vi phạm đến quyền lợi của một bên nào cả. Đấy là cái điều rất là khó, không hề dễ. Em là một người sống trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp đó, và em là người hiểu hơn hết những ngóc ngách của những câu lạc bộ, và em thấy
Những câu lạc bộ Việt Nam ở mức độ quản lý nó còn rất nhiều những vấn đề có thể nói là chưa chuyên nghiệp, chưa thực sự chuẩn mực. Và em nghĩ rằng đó có phải là điều khó khăn nhất của anh khi anh quay trở về Việt Nam không? Đó là phải làm việc với những câu lạc bộ mà nó có quá nhiều những vấn đề rắc rối, nó có quá nhiều những vấn đề nó ngăn cản, nó ràng buộc về mặt giấy tờ, về mặt thủ tục, về mặt pháp lý và thậm chí là về những quy trình làm việc. Thực ra cái đó anh nghĩ nó cũng rất là bình thường. Đã. Như anh nói lúc đầu, nếu mà tất cả nó đều chuyên nghiệp, nó đều tốt như bóng đá châu Âu thì nó không còn là bóng đá Việt Nam nữa. Đã. Và bóng đá Việt Nam muốn tốt lên cũng như kinh tế Việt Nam ấy, thì nó cũng phải qua những cái giai đoạn mà nó phát triển như thế, thì quan điểm của anh nó rất là bình thường. Nhưng mà cái mà mình mong muốn là được cái sự đồng cảm của các câu lạc bộ chủ quản. Anh tin có thể là không 100%, nhưng mà dần dần ý, thì anh nghĩ rằng khi mà các câu lạc bộ chủ quản họ thấy mình là một người đàng hoàng, có niềm tin rồi, có niềm tin, thì dần dần họ cũng sẽ hỗ trợ cho mình. Và họ cũng sẽ có cái sự thông cảm hơn. Có một điều mà chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận, đó là anh về Việt Nam để làm việc, để cống hiến, để góp những cái công sức của mình cho bóng đá Việt Nam. Nhưng mọi thứ đều không thể nào làm không công được. Anh cũng sẽ phải có những tính toán và cũng phải cố gắng kiếm tiền được bằng công việc của mình, kiếm tiền một cách xứng đáng. Mendes thì đã có chia sẻ rằng cái quan điểm của ông ấy là đầu tiên là công việc, sau đó thì mới bàn đến tiền bạc. Vậy thì với anh thì sao? Với anh cũng thế. Thực ra nó đấy là những cái mà nó rất là giống nhau. Với những cái bậc tiền bối đã đi trước thì anh nghĩ rằng cái đấy là hoàn toàn đúng. Bởi vì trước tiên mình phải làm được việc đã. Mình phải khẳng định mình làm được gì. Rồi sau đó thì tất cả những cái việc khác nó sẽ tự đến. Và anh không bao giờ, kể cả đến giờ phút này khi anh ngồi đây, thì cũng chưa bao giờ anh coi cái câu chuyện tiền bạc nó là quá quan trọng. Dĩ nhiên là ai cũng cần tiền cả. Dĩ nhiên là các cháu, các con, các cầu thủ cũng không bao giờ để chú hay là để cha phải thiếu thốn cả, khi mà các bạn ấy cũng kiếm tiền được mà. Đấy, thì anh nghĩ rằng những cái đấy nó không phải là cái vấn đề quá quan trọng. Anh Đắc Văn về Việt Nam và đã tạo ra một cái hy vọng mới, một làn gió mới cho các cầu thủ Việt Nam. Họ có một cái hy vọng là sẽ được ra nước ngoài thi đấu. Bởi vì theo cá nhân tôi tìm hiểu thì anh Đắc Văn là một trong những người có mối quan hệ quốc tế với các nước Đông Âu và với các cái nền bóng đá ở Đông Âu rất tốt. Vì vậy là anh tạo ra một cái niềm hy vọng và tất cả các cái cầu thủ của đội tuyển Việt Nam cũng như là các cầu thủ đang thi đấu tại giải chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam thì có một cái niềm tin cũng như một cái sự hy vọng vào tương lai, một ngày nào đó sẽ được những người quản lý và đại diện như anh Đắc Văn có thể là đưa ra nước ngoài và có những cái cơ hội để thử sức ở các cái nền bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Thoạt nhìn thì chúng ta có thể thấy rằng là cái thị trường nó sẽ cạnh tranh khốc liệt khi có rất là nhiều người mới để đến và làm cùng công việc với chúng tôi. Nhưng cá nhân tôi suy nghĩ như thế này, chúng tôi và anh Đắc Văn và những người bạn đồng nghiệp khác cạnh tranh với nhau bằng cái chất lượng cầu thủ và bằng cái cách của mình chăm sóc cho thân chủ của mình, bằng cách của mình định hướng cũng như là cách của mình hoạch định cho thân chủ của mình một cái công việc, một cái tương lai mới. Đó mới là cái yếu tố cạnh tranh mà theo tôi nghĩ đó là cốt lõi. Chứ không, tôi không ngại là cái làng bóng đá Việt Nam cũng như là thị trường chuyển nhượng Việt Nam mỗi ngày sẽ tăng lên cái số lượng những người quản lý đại diện. Điều đó rất tốt cho bóng đá Việt Nam. Các chúng tôi càng cạnh tranh nhiều với nhau thì các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam càng có lợi và cầu thủ ở Việt Nam càng được nâng cái giá trị lên. Gần đây có một câu chuyện thú vị nữa, đó là em được một người bạn, anh chàng này là anh chàng biên tập viên Đại Cán, người cũng rất thích cái công việc quản lý và đại diện cầu thủ, anh ấy tặng em cuốn này. Và khi mà em cầm cuốn này và em đọc cuốn này thì em đã nghĩ đến anh. Bởi vì em thấy
trong này Son có chia sẻ về đường đến châu Âu đúng của mình, và em nghĩ có một phần nào đó nó hơi giống với con đường mà Văn Hậu đến châu Âu, và trong đó có những cái sự chia sẻ của bố mẹ chăm sóc cho Son thế nào, rồi những khó khăn mà Son gặp phải như thế nào khi bắt đầu những ngày đến châu Âu. Và em tập trung nghĩ ngay đến hai chú cháu anh, bởi vì em cũng là một người may mắn đã từng được đặt chân đến Harbin thăm hai chú cháu, làm sâu với Hậu, nghe Hậu chia sẻ về những ngày tháng khó khăn đó. Và đến bây giờ với cá nhân em thì cái việc mà anh góp phần đưa Hậu đến châu Âu vẫn là một trong những dấu mốc, một trong những có thể nói là một cái bước đi đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Không biết cá nhân anh, một người trong cuộc, thì anh nghĩ thế nào? Anh rất là hạnh phúc là được đóng góp một phần vào cái việc đưa Hậu đi châu Âu, nhưng mà cái người mà quan trọng nhất để mà Hậu đi được sang Herenveen không ai khác, anh có thể khẳng định ở đây là Bầu Hiền. Anh Hiền mới là người quyết định để cho Hậu đi, và chính anh Hiền mới là cái người mà không có anh Hiền thì anh nghĩ rằng Hậu sẽ không thể không sang được Herenveen. Nhưng rồi, anh Hiền là người mà đã hỗ trợ. Cái đấy là anh phải nói thế. Là rằng Hậu cũng phải rất là biết ơn anh Hiền và câu lạc bộ Hà Nội, hay là chủ tịch Quang là con anh Hiền là cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong cái việc mà Hậu sang được châu Âu. Bây giờ em lại nói lại cái câu chuyện là hồi ký bóng đá của Sơn Hôi Minh, đúng không? Em có biết là vừa rồi anh tặng cho các cầu thủ của anh quà Tết là gì không? Cái này ạ. Mỗi bạn một quyển này. Bởi vì khi mà anh đọc cái quyển này, anh cũng đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Thì anh nghĩ rằng để mà một cầu thủ bóng đá Việt Nam mà phát triển được ở châu Âu ấy, thì nó còn khó khăn gấp trăm gấp nghìn lần một cầu thủ Hàn Quốc. Mà Sơn đã phải gặp cực kỳ nhiều khó khăn mới có thể phát triển tốt được như bây giờ. Thì anh nghĩ rằng cầu thủ Việt Nam mình còn phải phấn đấu nhiều lắm. Và em đang nghĩ đến một cái ý nghĩ nó lóe lên trong đầu ấy. Tức là không biết là có phải vì Son không mà bây giờ anh bắt đầu với lứa tuổi 5-6 tuổi. Bởi vì cái giấc mơ châu Âu của Son ấy nó đến từ 5-6 tuổi, đúng không ạ? Cậu ấy bắt đầu có giấc mơ đó, bắt đầu xây dựng nó từ 5-6 tuổi, và sau đó thì cậu mới thành công. Chứ em nghĩ rằng bây giờ đến 15-16 tuổi chúng ta bắt đầu lóe thấy tài năng và nuôi dưỡng và mong muốn bạn ấy đi châu Âu để thành công, em nghĩ là không thể. Đúng, anh phải thừa nhận một điều là những cái công việc anh đang làm bây giờ về bóng đá cộng đồng và bóng đá trẻ cũng thứ nhất là những cái mà anh nhìn thấy ở Đức là một cái đất nước đào tạo trẻ rất là tốt. Cộng thêm nữa là cái cuốn sách này, khi mà anh đọc nó thì anh thấy nó có rất là nhiều cái tương đồng. Ví dụ như là ở Việt Nam mình thì em biết rằng các trung tâm bóng đá trẻ hay trung tâm bóng đá của các câu lạc bộ thì thường tuyển dụng các em vào từ những năm 11, 12 tuổi. Và lúc đó những em 11, 12 tuổi gọi là có năng khiếu một chút, đúng không? Qua các tuyển sinh, tuyển trạch, rồi qua trung tâm nọ, trung tâm kia thì sẽ mời các em lên. Thì anh, quan điểm cá nhân nhá, thì anh nghĩ rằng nếu mà sau khi đọc cái cuốn Sơn Hôi Minh này thì anh thấy là hơi muộn. Đúng rồi. Bởi vì Sơn tập bóng đá thực sự là tập luyện nhiều ấy, bắt đầu tập luyện nhiều ấy là do, dĩ nhiên là bố Sơn ngày xưa đã từng là cầu thủ, đúng không? Nhưng mà Sơn bắt đầu tập bóng đá từ năm 9 tuổi rồi. 9 10 tuổi. Thì bây giờ khi mà anh kết hợp với Hùng ấy thì anh thấy là có những cháu nó mới 5-6 tuổi thôi. Nó có những cái khả năng rất là tốt, nó có những cái chuyên môn rất là tốt và có những cái sự tiến bộ vượt bậc khi mà mình đào tạo, mình huấn luyện những cái kỹ năng cho các con ngay từ bây giờ. Đấy thì đấy nó cũng là một cái lý do là tại sao anh nghĩ rằng cái quyết định anh chuyển sang làm bóng đá cộng đồng và bóng đá trẻ. Quay trở lại câu chuyện của Văn Hậu thì em nghĩ rằng kể cả Mendes cũng đã từng nói rằng một trong những yếu tố thành công khác của người đại diện đó là phải có tham vọng. Câu chuyện của Hậu nó cũng cho thấy rằng nó đến từ kết quả của việc tham vọng của Hậu.
tham vọng của anh, tham vọng của Bầu Hiền. Nếu như không dám nghĩ lớn, không dám là nghĩ một ngày cầu thủ Việt Nam chơi bóng ở châu Âu, đúng ở rồi, một giải hàng đầu, thì chúng ta sẽ không thể nào mà làm được việc đó, đúng không? Nghĩ còn không dám nghĩ thì làm sao mà làm được, đúng không ạ? Anh tin rằng bóng đá tham vọng là một cái từ rất là chuẩn, dạ, dành cho mỗi cầu thủ bóng đá hay mỗi một người làm bóng đá là đều phải có tham vọng. Vâng. Nếu mà không có tham vọng thì đừng làm bóng đá. Thì anh tin rằng khi mà Bầu Hiền hay câu lạc bộ Hà Nội gửi Hậu sang Hà Lan, dạ, thì cũng rất là mong muốn Hậu sẽ được phát triển tốt. Bản thân anh cũng rất là muốn, dạ, Hậu phát triển tốt, và bản thân Hậu cũng thế thôi. Nó có cái từ là những người gọi là dream chaser đấy, là, dạ, đấy. Thì là cái từ đấy là từ của Hậu. Nó đã thêu lên đôi giày từ những năm nó còn 18 tuổi là đã có những cái đó rồi. Nhưng mà bóng đá thì em biết rồi, kể cả không có Covid thì nó cũng có những cái sự thay đổi mà chúng ta không thể tính toán trước được. Ví dụ như Sơn Hoài Minh, yeah, em thấy rằng bạn ấy đã có những cái chấn thương, bạn ấy đã có những cái khủng hoảng về tinh thần khi mà, yeah, câu lạc bộ thay đổi huấn luyện viên và không dùng bạn ấy, yeah, đúng không? Huống chi là bây giờ chúng ta gặp một cái đại dịch như thế này, yeah, và tất cả những cái tính toán của chúng ta đều bị thay đổi. Anh chưa nói là cái thiệt hại cực kỳ lớn về tài chính đối với các cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam rồi với cả thế giới, thì bóng đá nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thì anh nghĩ rằng đấy nó là một cái mà thôi, chúng ta cứ cho nó là hơi chưa may mắn, hơi thiếu may mắn. Có lẽ là cái việc của Hậu thì chúng ta sẽ tạm gác lại và chờ cậu ấy hoàn toàn bình phục. Vậy thì còn với Hải thì sao? Anh có kế hoạch gì với bạn ấy? Hải cũng đã được đề cập rất nhiều và cũng nhiều người mong muốn Hải sẽ được thi đấu ở nước ngoài. Với Hải thì anh nghĩ rằng cá nhân Hải cũng luôn luôn mong muốn là được thi đấu ở nước ngoài. Yeah. Và anh tin rằng câu lạc bộ Hà Nội và Bầu Hiền cũng luôn luôn mong muốn. Giống như là với Hậu. Giống như là với Hậu. Yeah. Anh tin là như vậy. Bởi vì đã có lúc mà anh nhớ không nhầm là câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có những lời đề nghị từ một câu lạc bộ của Nhật, của Nhật Bản. Yeah. Thì hay là của Tây Ban Nha, dạ, thì nó còn rất là nhiều những vấn đề xung quanh nữa, và anh nghĩ rằng cũng phải tìm ra làm sao phải có một cái câu lạc bộ nào để hợp với cái lối đúng chơi rồi, hợp với cái thể, dạ, hình của Hải. Chúng ta cũng phải rút ra những cái bài học từ trường hợp của Hậu để cho Hải và những người sau này tốt hơn, đúng không ạ? Ngoài Hậu ra chúng ta phải rút kinh nghiệm cả của Phượng, của Trường, của Tuấn Anh. Dạ vâng. Dạ. Đấy thì nó cũng rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã nhìn thấy rồi, dạ, mà chúng ta khi mà chúng ta đã có những cái kinh nghiệm như vậy rồi thì chúng ta chỉ có thể làm tốt hơn thôi. Dạ. Đầu chương trình thì chúng ta đã nói về sự chuyển dịch của cá nhân anh. Và em thấy rằng anh đang tham gia vào rất rất nhiều việc. Đầu tiên thì về và với vai trò là sợi dây liên kết hỗ trợ tư vấn cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Rồi trở thành một người đại diện của một nhóm cầu thủ tài năng. Rồi sau đó anh bây giờ lại còn làm nhiều việc khác, thành lập một công ty của cá nhân mình, cộng tác với Trung tâm Bóng đá Ngọc Hùng. Rồi em biết là trong một thời gian anh lại còn có cả tham gia làm cố vấn cho PVF nữa. Rồi sắp tới thì hình như lại còn có cả dự án gì đó làm liên quan đến vật lý trị liệu, chữa trị chấn thương. Liệu có tham quá hay không ạ? Hay anh là một người làm kinh doanh và anh thức thời, anh tìm được những cái mảng công việc và nó có thể mang lại cho anh nhiều thành công hơn? Không phải vậy đâu. Thực ra mà nói thì bóng đá nó là một cái mảng rất là rộng, bởi vì bóng đá nó không chỉ có là 22 cầu thủ đá với nhau ở trên sân đâu. Dạ. Mà xung quanh nó còn rất là nhiều những cái khác nữa. Ví dụ như anh nói là về cái việc là đào tạo từ gốc, làm từ cộng đồng rồi lên, dạ, năng khiếu rồi lên trẻ để, dạ, có thể có các cái lớp cầu thủ tốt kế cận. Dạ. Đấy là một việc cực kỳ quan trọng. Việc thứ hai nữa là cái việc mà 5 năm trước khi mà anh về Việt Nam, anh đã thấy là nó là một cái mà ở Việt Nam rất thiếu, bởi vì bản thân anh trước đây hơn chục năm anh cũng đã bị tai nạn xe máy ở Việt Nam, gãy xương quai xanh. Dạ. Thì anh thấy là ở Việt Nam mình y học thể thao còn đang rất là thiếu. Dạ. Ấy thì khi mà y học thể thao thì nó không chỉ có là chữa trị chấn thương đâu, dạ, không chỉ là hồi phục chấn thương đâu, mà y học thể thao nó còn có những cái để mà ngăn ngừa chấn thương nữa cơ. Chấn thương rồi hồi phục chấn thương. Dạ. Hồi phục chấn thương
rồi dinh dưỡng thể thao, thì tất cả những cái đấy nó là những cái rất là thiếu. Thực ra một mình anh thì anh không thể làm được nhiều việc một lúc. Thế nhưng mà khi mà những cái công việc này hoặc một công việc khác nó đã tạm thời đi vào ổn định và anh xây cho một mỗi công việc một cái team riêng, thì lúc đó anh cũng có thể quan tâm đến những cái việc khác, mà những cái việc khác là tự nó đến. Một khi tự nó đến rồi mà mình đã có những cái sắp xếp, không phải bây giờ khi nó đến mình mới bắt đầu mình nghĩ, mà tức là những cái đấy là anh đã nghĩ và anh đã ấp ủ từ 5-6 năm nay rồi. Thì nó đến thì mình làm thôi, chứ nó cũng chả có cái gì là nhiều việc hay là vất vả cả. Và trong tất cả những thứ anh làm, anh thích làm thứ nào nhất? Trong tất cả những cái thứ anh làm, thích làm ông chú. Thực sự mà nói thì trong tất cả những cái anh làm đến thời điểm này thì anh thích làm bóng đá cộng đồng và bóng đá trẻ nhất. Đó sẽ là hướng đi của anh trong thời gian sắp tới. Nó sẽ là cái hướng đi của anh trong thời gian sắp tới, và cũng là cái mang lại cho anh rất nhiều những cái năng lượng tích cực, năng lượng tốt mà để anh tiếp tục những cái công việc khác của mình. Nhờ có nó. Một lần nữa em cảm ơn anh Văn đã có mặt ở đây ngày hôm nay, cũng như là những câu chuyện một cách tường tận, một cách rõ hơn. Có lẽ là sau câu chuyện này thì mọi người sẽ hiểu hơn về anh Đắc Văn. Không chỉ là một cái người mà nhìn bề ngoài thì ngổ ngáo, xăm trổ, rồi thỉnh thoảng trên Facebook cũng rất đành đá, sẵn sàng đôi co với từng người một để bảo vệ các cầu thủ của mình. Và một người có thể nói là mang rất nhiều những luồng tư tưởng mới, cách làm mới đến cho bóng đá Việt Nam. Và có thể nói là một trong những người đi đầu trong cái việc trở thành những người đại diện, những người quản lý để giúp cho cầu thủ có được nhiều sự mới mẻ hơn trong công việc của mình, thành công hơn. Và nó cũng thúc đẩy bóng đá Việt Nam đi lên. Tất nhiên là thời lượng của chương trình thì không để chúng ta có thể chia sẻ về tất cả mọi thứ. Câu chuyện của chúng ta thì rất là nhiều thứ để chia sẻ. Và biết đâu đấy một năm nữa, hai năm nữa khi mà anh em gặp lại nhau lại có những cái project mới, những cái câu chuyện mới, hoặc là Quang Hải lại gặp nhau ở đâu đó, anh đưa cầu thủ mình nước ngoài và chúng ta lại có một cái show nào đó ở châu Âu chẳng hạn. Nó sẽ là những cuộc hẹn hò rất là thú vị, bởi vì quốc bóng đá thì rất là nhiều thứ để kể, nhiều thứ để chia sẻ và nó không bao giờ dừng lại cả. Đúng rồi. Trong khuôn khổ này thì em nghĩ rằng là những thứ chúng ta cũng đã chia sẻ là đầy đủ, tương đối đầy đủ rồi. Và em muốn là trước khi chia tay thì anh Văn sẽ nói gì với khán giả của Phương Nam Show, với khán giả bóng đá TV, với những người yêu bóng đá? Có một lời chia sẻ, có một lời tâm tình, một lời giải bày nó, bởi vì em biết rằng cũng nhiều người hiểu lầm anh, chưa hiểu rõ về anh, và cũng có, anh là một người rất đặc biệt, có nhiều người yêu thích nhưng cũng có nhiều người ghét. Thứ nhất là anh cũng rất là cảm ơn em là hôm nay anh cũng được chia sẻ một số những cái suy nghĩ mà anh cũng chưa từng chia sẻ. Dạ. Cái thứ hai là cũng rất là cảm ơn đến những người đã theo dõi cái chương trình Phương Nam Show. Anh nghĩ rằng bóng đá muốn phát triển thì nó không phải là sự chung tay của tất cả những người có cùng một suy nghĩ đâu. Hình như là nếu anh nhớ không nhầm là anh Trần Anh Tú cũng đã từng có một cái câu nói như thế. Và tất cả chúng ta mặc dù là không cùng một suy nghĩ nhưng đều có một mong muốn là bóng đá Việt Nam tốt hơn. Và bóng đá Việt Nam chỉ có tốt hơn khi mà các cầu thủ Việt Nam phát triển tốt hơn, các câu lạc bộ V-League phát triển tốt hơn. Thì anh nghĩ rằng đấy, nó một người thì không thể làm được tất cả mọi việc, mà nó phải cần sự đồng thuận, cần sự thông cảm, chung tay của rất là nhiều người, không chỉ là những người làm bóng đá và kể cả những fan hâm mộ, rồi những doanh nghiệp mà không liên quan đến bóng đá. Nói chung là nó cần phải sự chung tay của rất là nhiều người. Dạ vâng. Anh rất là mong muốn là như thế. Vâng ạ. Một lần nữa cảm ơn anh Văn về tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm nay. Dạ. Các bạn thân mến, có lẽ là trong bóng đá cũng như là cuộc sống thì ai cũng có những mặt mạnh, ai cũng có những mặt yếu. Anh Đắc Văn là một người mà người yêu cũng nhiều, mà kẻ ghét thì cũng không phải là hiếm. Nhưng rõ ràng qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng những gì anh Văn đã làm được cho bóng đá Việt Nam, những gì anh đã đóng góp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vừa giúp cho những cầu thủ của chúng ta có những sự trưởng thành, sự tiến bộ, và thậm chí là cái việc mà anh xuất hiện ở bóng đá Việt Nam nó cũng đã thúc đẩy cho một cái việc mới, những đại diện cầu thủ, những quản lý cầu thủ một cách chuyên nghiệp hơn, một cách bài bản hơn, và đó là bước tiến trình tự của bóng đá chuyên nghiệp. Một chương trình thì đúng là không thể chia sẻ và kể hết tất cả về mọi thứ, nhưng tôi nghĩ rằng những phút ngắn ngủi của Phương Nam Sông ngày hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu hơn về con người anh Đắc Văn, cũng như là công việc quản lý đại diện và những nét mới mẻ nữa liên quan đến bóng đá. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn nhiều những chương trình tương tự như thế để chúng ta có thể hiểu hơn, biết nhiều hơn về bóng đá Việt Nam, về thế giới bóng đá và tất cả mọi thứ khác.
Hy vọng rằng những phút ngày hôm nay tâm sự cùng anh Văn sẽ mang lại cho quý vị những giây phút thư giãn, những sự suy tư, sự lắng nghe, sự đắm chìm và phân tích sâu hơn nữa về cuộc sống thế giới bóng đá. Còn bây giờ thì Phương Nam Show phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.